Ngày 7 tháng 2, mạng xã hội xôn xao câu chuyện một xe biển xanh mang biển số tỉnh Hà Tĩnh lắp còi hụ, bật đèn ưu tiên vào sân Bay Vinh, tỉnh Nghệ An đón người thân. Sau khi đón được người, tài xế chiếc xe này bật đèn ưu tiên và còi hơi để các phương tiện khác nhường đường, sự việc khiến nhiều người bức xúc và quay phim, hình ảnh đăng lên mạng xã hội. Qua xác minh ban đầu, bà Nguyễn Thị Lệ Hà Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Hà Tĩnh dùng xe biển xanh này đi chúc Tết cán bộ lão thành ở Nghệ An. Sau đó, bà Hà đón con gái đi từ sân bay Vinh về Hà Tĩnh. Trả lời báo chí, bà Hà xác nhận sự việc trên xảy ra tại sân bay Vinh vào tối ngày 2 tháng 2. Nhận tin con gái từ thành phố Hồ Chí Minh sắp đáp máy bay xuống sân bay Vinh để về quê, bà Hà đã sử dụng xe cơ quan cùng tài xế đến sân bay đón con và đưa về Hà Tĩnh do máy bay đến trễ, xe biển xanh phải đổ gần lối ra vào tầng 2 nhà chờ sân bay gần một tiếng. Lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh cho biết đã nắm sự việc và giao Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh báo cáo. Từ đó thường trực tỉnh ủy sẽ kiểm điểm nghiêm túc. Nghị định 63 năm 2019 quy định trường hợp sử dụng xe công vào mục đích cá nhân, phục vụ công tác cho các chức danh không có tiêu chuẩn mà không được cấp có thẩm quyền phê duyệt sẽ bị phạt 10 đến 20 triệu đồng.